Giờ của anh nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hoài vậy. Ở vật lý gì đâu mà kém vậy. Không. Đừng được giật gì ơi. Giật là không bị không hiệu quả. Đấy. Ở vậy, đưa vô đứng lại, đứng lên, đứng lên. Chưa giật lên. Gì mà. Nè, mấy gần lên là chết. Trời ơi, cái quài không? Hay quá. Hay quá. Mới hai cái phở rồi. Đâu.
đây là trả lại nè, đó khách chuẩn bị giết nhé, quất lên Thank you.
Đâu tao ngoài kìa.
đây đây tóc rồi rồi đúng rồi thấy không hả nó nhảy dữ vậy còn cái chắc mất kìa nói đúng đúng rồi. Không giao sao mà để thắng đập hoài nãy dân trước nghe cái này đập biết không giao sao mà luôn ta xong bài trước đi chết chị nó là nghĩ cho phòng mãi rồi, nó thằng nào mà đâu trong thằng quá trời, qua thằng chết không, qua nó chết nha, nó khói đến rồi, cái gió đó, không phải, giờ phải mà, giờ phải đứng bên lại, đứng lại, bắt chân phải nữa đâu, chết rồi, không phải, gì mà nói muốn đỡ cầu, trời. Có nhiều quán thầu chết rồi. Thuận ô của chị Thắng.
cho ông chạy đi, chạy vòng vòng rồi rồi ăn được rồi. Mày phải hấp cho em bỏ cái hấp. Đỡ đi, đỡ đi, đỡ đi, đỡ đi, cháy cuối, gần cháy cuối rồi, đỡ. Chết cha rồi, chết chưa, không có bị đạn. Rồi, lấy cái gì? Mày ơi. Sắp không mua hả? Sao đâu? Rồi, đúng rồi đó, tôi chạy lên, tôi chạy lên. Rồi. Chứ lẽ chứ lâu chứ không. Nhưng mà phải giữa chiêu rồi nè.